mình ngồi nghỉ chân ở đâu, ở đây đi anh. Ờ thôi anh thấy cũng được, anh cũng mỏi chân quá. Thôi mình lại đây ngồi đi. Em ngồi xuống đi. Hồi sáng giờ em bán được bao nhiêu rồi? Anh đếm giùm em đi. Bao nhiêu vậy anh? Trời ơi, em xin được 20 ngàn luôn, còn anh được có 15 ngàn à. Thôi hay là giờ mình giấu lại 5 ngàn đi. Ủa mà anh giấu 5 ngàn chi vậy? À, anh giấu 5 ngàn để anh chữa mắt cho em. Trời ơi, có 5 ngàn à, mà sao anh để dành chữa mắt cho em được? Thì 5 ngàn là 10 nè, 20 nè, 50. 50 năm nữa thì cũng đủ để anh chữa mắt cho em mà. Trời ơi trời, theo cái bắt quả tang nha. Không có đi xin mà ngồi đây mà nói chuyện tào lao bác xế không? Hai đứa này hả mày? Mày sáng giờ xin được nhiêu? Xin được nhiêu? Con xin được có 10 ngàn à má. Trời đất ơi, từ sáng tới giờ hết có được có 10 ngàn. Mày ăn mẹ nó ở bên miệng của tao 10 ngàn rồi, mà xin được 10 ngàn là sao mày? Ngồi tụng kinh chúng ba nói chuyện không à? Không có đi xin. Còn con này? Dạ, con được 20 nè má. Ừ được, giỏi ra. Vậy là thôi mày thấy không? Mày thấy không, người ta con gái đó, người ta kỳ mỹ, người ta muốn vít vô mặt mày một cái. Đứa đây con tính cầm gì đó chi? Biểu nè, tao nói với mày rồi, mày đi xin á thì mày phải gào thét lên, mày phải khóc lên. Thí dụ như bà con ơi, đâu ta thấy thương vậy ta mới cho. Thấy chưa, mày không có xin mà mày cứ kiểu mày đứng mày cứ rề ra mày tụ năm tới ba chị mày nói chuyện hoài sao có tiền. Nhà không có má, hồi sáng giờ á con khóc quá trời luôn, con khóc con lết từ đường này qua đường khác mà tao không có cho má. Không lết thì mày bây giờ mày phải ca lên, mày ca lên. Thí dụ như mày ca cái tiếng, mày cất tiếng ca lên người ta mới thấy cảm động, người ta mới cho tiền, biết chưa? Dạ má, con cũng biết ca nữa má. Thì ca nó ca coi. Tell me why, 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 why. Why trời đất thánh thần thiên địa ơi, mày đi xin mà mày sẽ bị why. Ta tưởng mày chửi người ta, ai ta cho mày? Mày phải ca như vậy nè. Bà con cô bác dù lòng thương, cho con xin chén gạo đồng tiền. Cái ta thấy thường ta cho, thấy chưa? Mà mày, tại sao mà tao hỏi mày nè? Mày cứ theo mày rề rẫm nó hoài vậy mày? Hả mày? Tao nói mày, mày lên cái chuyện của mày đi. Mày cứ tối ngày mày cứ... Xin xót thương đời con, bơ vơ cũng coi trên đời. Trời ơi, trời ơi, quá đã. Để con sống đàng qua ngày, chẳng nơi nào được. Hay quá con ơi, con ơi, con gái cưng của má nè. Trời đất ơi, trời ơi, bữa nay nó ca tôi nghe mà tôi đã trong lòng tôi vậy đó. Trời đất ơi, má cho con 5 ngàn. Má cho con 5 ngàn, má cho con 5 ngàn. Đây, cầm lấy đi con 5 ngàn nha. Mày thấy không? Ca không mà tao muốn khóc rồi, tao không muốn cho tiền mà nó ca lên, tao muốn móc tiền tao to. Cái huống chi mình là khách, người ta thấy người ta còn cảm động nữa. Mày là cà chớn không à, ăn thì nhiều, giọng thì nhiều, mà không có làm mẹ gì nữa hết trơn á. Dạ má ơi, vậy má cho con hát lại đi má. Tao mày hát lại hả? Đâu mày hát lại tao nghe coi. Tình cảm Ấn Độ rồi nghe mày. Hát coi. Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi? Trời ơi, nó sửa sửa lại hay quá ta. Giờ này ở chốn nào, con đang mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi, hãy sao sáng trên bầu trời.
giống ghê vậy. Trời đất ơi, má không có đánh nữa, không có đánh nữa. Bắt đầu từ bữa nay má không đánh nữa. Con cứ việc con ca như vậy nghe chưa. Trời đất ơi, chắc nó nhớ má, nó cảm động, nó ca dữ lắm. Thì bây giờ mày tính má mày là tao đi. Tao nuôi mày, má mày đâu thấy. Mà bây giờ tao nuôi mày đó, mày thấy không? Cái cho mày như vậy tao cũng lo đó, mày thấy chưa? Mà mày không thương má. Thường ở đây nha, bây giờ má vô má nấu canh chua cho hai đứa ăn nha. Bữa nay canh chua cá kho tao cho hai đứa ăn đầy đủ nha. Con ngon lành ngày mai như vậy nha con. Ca như vậy này, ca như vậy nghe chưa? Nghe chưa? Cãi lời tao nha. Tao quánh chết hết đó, tao nói cho mày biết nghe chưa? Nhớ nghe chưa? Anh Hạnh, má Sáu đi chưa anh? Má Sáu đi rồi. Anh Hạnh ơi, em đói bụng quá à. Em đói bụng hả? À, anh nhớ rồi. Hồi nãy anh có giấu lại 5.000. Bây giờ ở bên kia đường kìa, có xe bánh mì á. Anh dẫn em qua bên bển mua bánh mì rồi hai anh em mình chia nhau ăn. Mà em mỏi chân quá à, em đi không nổi nữa đâu. À, cái điều này là nhõng nhẽo muốn anh cõng phải không? Muốn anh cõng á thì á em bắt được anh đi rồi anh cõng em được không? Anh hứa. Anh hứa nha. Ờ, anh hứa. Thế nào em cũng bắt được anh cho mà coi. Anh Hạnh ơi, anh ở bên đây nè. Lan, anh bên đây nè. Em đi đâu vậy? Anh bên đây nè. Anh Hạnh ơi, anh Hạnh, em đi lộn đường rồi, anh bên đây nè. Anh Hạnh ơi, ôi da, chết nhà, em có sao không? Em bắt được anh rồi nha. Trời ơi, em chơi anh gian quá. Được, anh hứa anh cõng em thì anh sẽ cõng em. Quảng cáo này có đẹp không? Nhưng mà sao anh thấy nó chật chội với nó ngứa quá à. Lan à, bộ em thích cái áo này lắm hả? Dạ không có. Cái áo này là má Sáu mới mua để cho em đi chữa mắt đó. Lan ơi, anh sợ là khi em sáng mắt rồi, rồi đây ngày ngày trên đường phố vỉa hè chỉ còn có một mình anh lê bước ăn xin mà thôi. Anh Hạnh, mù như em khổ lắm. Bộ anh không thương em hả? Anh thương em, anh thương em nhiều lắm. Thương em? Sao anh không muốn em sáng mắt hả? Vì anh sợ ánh sáng phụ phàng sẽ cướp mất của anh hình bóng thân thương. Mà anh đi trên đời hơn bạn trong một trận thảm sát ở quê nghèo. Có hàng thân thuộc chẳng còn ai mời, bảy tuổi đầu phải chịu khúc côi. Rồi từ đó anh bơ vơ trôi nổi lên thì thành một hôn anh đôi xíu bên tình cờ mà sao đi qua thấy được mới nhận anh làm con nuôi. Con nuôi? Con gì mà con gì người ta nuôi mà người ta không ăn thịt được hả em? Hồi đó má Sáu nhận anh làm con nuôi, má đem anh về nuôi được 6-7 ngày gì đó. Má bắt anh cầm lon đi ăn xin, anh xin cả ngày không có được đồng nào hết.
về má Sáu đánh đập hành hạ anh. Má lấy cây má dần cái chân của anh sưng dù lên hết, rồi bắt buộc anh phải đi ăn xin. Không hiểu sao bữa đó đó anh xin được quá trời nhiều tiền luôn. Rồi bà dắt về ông thầy, bà nói là để cắt giác cho anh. Ủa, anh bị thương cái chân sao mà cắt giác cho anh? Anh cũng không biết nữa. Khi cắt giác xong, anh bị cảm xúc mê man mấy ngày. Khi tỉnh dậy thì cái chân của anh... Cái chân của anh sao nạnh? Cái chân của anh bị người ta cắt gân đêm mà. Anh Hạnh, còn em vừa mới chào đời đã bị mồ côi cha, vừa giáp côi đôi thì mồ côi mẹ. Em khát sữa khóc đến mồ đôi mất, mẹ mất, cha bỏ đi, ở với cậu vì nghèo quá. Ngày ngày cậu phải dắt em đi rải đây mai đó, chơi gánh thuốc vào trên vai để kiếm sống qua. Nào ngờ đâu vừa sao tuổi đầu, đòi mất hạnh phúc trùm bóng tôi, thêm tóc tan vĩnh viễn mất người cha. Rồi một buổi chiều tầm tã mưa dâng, cậu ngã bệnh sức không còn chịu nổi, chỉ còn đặt vào tay em một rồi cậu cục chân hết ven đường. Đây nè, đột xin cô ba đã mang nặng lời nguyện chung thì anh làm nơi tận ông bà ngoại ba em bỏ đi biết, còn lại chân tình chỉ có một mình anh. Làng ơi, bởi vậy anh rất sợ mất em. Hay là mình bỏ trốn đi nghe em. Trời ơi, không có được đâu. Má Sáu biết, má Sáu giết mình chết đó. Vậy chứ bây giờ mình chấp nhận chịu khổ vậy sao em? Anh Hạnh ơi, sao em cảm thấy đói bụng quá à? Em đói bụng hả? Dạ. Vậy em ngồi đây đi, đợi anh một chút xíu. Anh chạy ra ngoài kia, anh mua ổ bánh mì về cho em. Dạ, nha. Dạ. Ngồi xuống đi em. Dạ. Anh đi nha. Dạ. Ngồi đây, ngồi yên đây nha. Dâu ạ? À? Dâu ạ? À? Dâu? Dạ, dạ thưa má. Dạ, dạ Lan đói bụng, con định mua bánh mì cho Lan ăn. Sao nó mua cho mẹ, mua cho tao ăn, mua cho nó ăn. Nè Nga, mày tao thấy mày có bộ kỳ lắm rồi đó Nga. Từ hôm bữa tới nay mày có rù rì rủ rỉ với nó hoài à. Tao sao kỳ cục vậy mày? Hả mày? Hả mày? Thằng đỡ tao bánh mày bị hoài vậy mày? Hả mày? Thằng này sao mày lì bì cũng chừa mày? Chờ chứ mày làm mày đâu mày. Má Sáu, má ơi, đừng có đánh Hạnh, má ơi, đừng có đánh Hạnh. Anh Hạnh ơi, Hạnh. Con này làm gì Hạnh hoài mày? Hả mày? Mày làm gì Hạnh hoài mày? Hạnh là cha mày đó hả? Tao mới là má mày đấy nè. Mày không bao giờ mà kêu má má hết mà kêu anh Hạnh hoài cho mày. Hả? Đi. Từ đây về sau mày đừng bước về tới đây. Bây giờ mày đây để đủ lông đủ cánh rồi, đi đi. Đi. Giọt gì mày? Tao mất mắt mày giờ này mày tin không? Trời ơi, ôi con gái cưng của má, má thương quá trời luôn vậy đó. Con ơi, cái áo đẹp quá trời luôn. Phải mà con sáng mắt cái con thấy cái áo con là con mê liền. Sương xa học lụ không vậy đó. Má ơi, ê, má giữ áo lại đi. Con mù con đâu có thấy đường. Con đâu có biết gì đâu mà bận áo này má. Con ơi, con là nhỏ xíu mỏng lét à, má bự về sao mặc cho vừa.
Má mua là mua cho con mà, thấy không? Má cưng con gái má mà. Nè, má nói con nghe nghe. Bây giờ nè, má, má sẽ đưa con 12 viên thuốc. Ủa, thuốc gì vậy má? Thuốc này thuốc ngừa thai. Ủa, không phải. Không phải, thuốc này thuốc mổ bắt. Cái con uống đặng cho nó bớt đau, đặng mổ đâu có đau. Nghe không? Mỗi ngày uống một viên, đúng 12 ngày là thôi. Là bắt đầu con mắt con nó bắt đầu sáng ra liền vậy đó. Nghe. Má ơi, nhưng mà con đâu có thấy đường, đâu mà biết giờ giấc gì uống má. Đâu có, để má đi kiếm mua cái đồng hồ cho con. Cái đồng hồ mà con chỉ thò tay cho con rờ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 là con uống thôi. Đó, má lo cho con như vậy đó, má thương tới như vậy đó con à. Má ơi, má, hay là má cho anh Thạnh theo ra đỡ đần cho con nghe má. À, mày hiểu mà cái gì đó, cái chồng tao không à. Tối ngày tao nói mày đâu mà sao mày cứ anh Thạnh hoài vậy. Mày từ bỏ nó đi, tại vì con đuôi con không có thấy. Con mà mở mắt ra rồi đó, con thấy nó rồi đó, con ói cậu 8 ngày luôn. Cái mặt của nó trần trần, cái lỗ mũi của nó y như con lân vậy đó. Cái da của nó y như con cóc vậy đó, nói cho con biết vậy đó. Má ơi, như anh Thạnh như thế nào nữa, con cũng thương anh Thạnh nè má. Bây giờ mày nói một tiếng Hạnh nữa đi. Mày nói một tiếng Hạnh nữa đi, mày tin không? Mày nói đi, mày nói đi tao coi. Bây giờ nói thẳng cho mày luôn nè. Không thèm nói tới nó luôn vậy đó. Cho mày biết nè, bữa nay tao bán mày, tao lấy 6 cây vàng đó được không? Má ơi, con lại má, con lại má. Má ơi, má đừng có bán con, má ơi. Hỏi lại, hỏi lại, hỏi lại, đọc giác, hỏi lại. Má ơi, má đừng có bán con lại má, má ơi, má đừng có bán con. Con, má lại con, má lại con, má lại con đừng cho má bán 6 cây vàng đi. Má lấy trước 3 cây rồi, má chung tiền đề rồi con ơi. Bây giờ con thương má, con cho má xong chỉ chút xíu thôi mà đâu có gì đâu con. Má ơi, là con thương má cho má lấy 3 cây vàng nữa. Con ơi, má làm dũng sách giấy con ơi. Má, má đừng bắt con xa anh Hạnh, má ơi, má ơi. Trời ơi, con thương má đi, má nuôi con cực khổ nhỏ lớn giờ mà. Sao con thương má vậy con ơi, má nói thiệt với con. Má nuôi con là má hy vọng ngay ở nhà, má đợi chờ con nuôi má. Má con không có nuôi má rồi con. Má, con thương má lắm nhưng mà má, má đừng bắt con xa anh Hạnh, đừng có bán. Ai da, nói mày hoài vậy. Bà mẹ nó còn cha này sao mà giờ này hẹn còn chưa tới nữa. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, mày làm gì? Tao nói với mày nhỏ nhẹ mày không có nghe. Con người mày, mày thích, 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 mày thích đánh đập chửi rủa mày, mày mới chịu. Ở đây đây, tao ra tao coi cha này lỡ chưa nghe. Tao trở vô rồi tao tính với mày. Ý mà không được, được lên lầu. Dạ. Lên lầu. Dạ. Đi lên. Má ơi. Má ơi. Leo lên. Lên đâu rồi? Lên. Lên, lên, lên. Má. Lên, lên cho lẹ mày. Mất thời gian của tao lẹ. Đưa cẳng ra đây. Dạ. Đưa đây. Ây da. Ây da. Nhẹ nhẹ đau con má ơi. Ây da, ây da, đau con má ơi. Đau. Ây da. Đau mà mày. Đau cái gì mà đau, chút xíu mà đau. Trời đất ơi, tao nói thiệt với mày, tao bãi 8 đời chồng mà tao có thấy đau miếng nào đâu. Trời ơi. Anh Hạnh ơi. Anh Hạnh. Anh Hạnh ơi. Anh Hạnh ơi. Anh đi nè. Anh Hạnh ơi. Anh Hạnh. Anh Hạnh ơi. Anh Hạnh ơi. Anh Hạnh ơi, cứu em. Mà sao đánh em quá trời luôn. Còn tiền chân em nữa nè. Sao vậy? Em đau quá. Đau lắm hả em? Dạ. Trời ơi, sao người ta độc ác như vậy nè? Anh Hạnh. Đau lắm anh ạ. Anh Hạnh ơi. Anh Hạnh. Anh Hạnh ơi. Anh đau phải không? Anh có sao không? Anh có sao không? Lan ơi, nghe tiếng em kêu mà lòng anh rối bời bấn loạn. Tan nát tim gan rời ra tâm hồn. Không đánh mà đau đau thấu trong lòng. Anh Hạnh, tấm lòng của anh dành cho cô gái mộ sâu sâu cao quý vô cùng. Thì anh cứ để mặc em trong giông
mình không rời nhau nữa, đừng nói tiếng chia xa khi tình chẳng vô tình. Mất mẹ mất cha không nơi nương tựa, chỉ đánh đập cho đài thành hạ xác thân. Chỉ còn lại đây một tình yêu chẳng thật, sao người ta lại đành lòng quý diện lang. Ơi, anh trốn đi anh. Anh trốn không, đi mau đi. Bằng mọi cách anh phải cứu em. Không được đâu. Anh phải cứu em. Anh trốn đi đi anh. Không khỏi cái nhà này mới được. Anh trốn em đi. Em chờ anh. Anh kiếm cái gì anh đó. Anh ơi. Cái gì? Anh ơi. À mày tính mày giải cứu nó hả mày? Trời đất ơi, cái thằng này nó lì kiểu như con trâu vậy đó. Tao nói thiệt cái mày đó nha. Mày làm cái gì hả mày? Mày làm cái gì? Bây giờ tao nói với mày, mày ra đây. Đi ra khỏi nhà tao đi. Ôi sao ơi, mày đã đành thành nữa. Con cắn lưỡi con chết. Ê, đừng cắn. Con cắn lưỡi rồi má. Chết theo con ơi, tiền đâu mà trả lợi cho người ta con ơi. Mày bây giờ tao lại mày, tao trăm lại ngàn lại mày ra khỏi nhà giùm tao đi, tao lại mày. Tao lại mày sao cảnh này rồi mày muốn trả lợi thì cũng được đấy, tao lại mày. Làng ơi, bây giờ em phải chờ anh. Anh sẽ cứu em. Cứu hả mày? Liền động chưa từng thấy luôn. Con à, để má mở xiềng cho con nghe. Chờ tội nghiệp con gái tôi nó bầm hết trơn cái trọi rồi, thấy thương quá à con à. Nó con làm vậy chi đó rồi má làm cho con đau gì nè, con thấy không? Má đâu có bao giờ muốn làm cho con đau. Hả con? Xuống đây đi con. Xuống đây, trời ơi. Đó, cho khúc bánh mì vậy cái mày mừng lắm. Tao nuôi mày cả năm trời không có nói tiếng nào chừng trời á. Xuống đây. Con nghe lời má đi con. Kệ nó ráng đi cho má kiếm tiền hả con. Tội nghiệp má, để giờ nó dây má quá rồi. Mới vừa thua luôn con bốn bãi nữa con ơi. Má ơi, con thương má lắm. Nhưng mà má đừng có bán con. Đừng có bán con tội nghiệp. Ây da. Nói hoài mà vậy tao mệt quá. Mày lì lộn quá. Tao nói mày hoài tao năn nỉ mày mà. Tội nghiệp tao chứ tao nuôi mày cực khổ mà. Tại sao mày kỳ cục vậy? Hả mày? Đứng lên. Đứng lên không? Dạ. Đứng lên không? Dạ. Đứng lên không? Lao nước mắt đàng hoàng mày. Dạ. Ta sắp tới rồi. Trời gần đi rồi để sợ chuyện. Dạ. Ơi. Đưa ta coi. Cái vật của con đó. Đưa ta coi coi, ta coi coi sợ chuyện đó ta coi. Má, cái vật của con má. Đưa ta coi. Má ơi. Dạ. Cái vật của con đó má ơi. Ê, cái vật gì? Má trời, mặt ông địa đẹp quá à. Này đây này mình đi bán được. Bây giờ mày sắp sửa đi xa rồi. Thì mà để cái này đây cho tao. Mày đắt quá. Má ơi, cái vật của con mà má. Má ơi. Cái gì vậy? Bà sao? Dạ. Ồ, ông anh. Ông anh tới rồi. Trời ơi, ông anh đẹp trai quá. Đó, cảm ơn bà, ai cũng nói gì vậy hết. Hàng mới. Sao, có hàng không? Hàng mới, bảo đảm hàng mới 100%. Hàng mới rất đẹp, thấy chưa? Nhớ cho thêm nha. Đem thêm cây nữa thôi. 7 cây. 6 cây đủ rồi. Dạ. Còn 1 cây để cho tôi xài chứ. Trời ơi. Tội nghiệp tôi mà, không có để tôi đưa hàng đẹp chứ mà. Chắc chắn hả? Trời ơi, yên tâm đi. Hey. Ừ. Còn nguyên không? Trời ơi, tôi bảo đảm mà. Không có tôi đền ông liền. Tại chỗ. Lần trước bà cũng bảo đảm tôi 1 lần rồi đó. Không, lần này cũng lần luôn. Bà lấy bà ra bà bảo đảm. Ừ. Tôi chạy mà tôi cắm đầu vô xe hàng là bà biết sao rồi đó. Bây giờ em mới tuốt lợi mà. Bỏ đi. Không được hả? Cái gì cũng chê hết trơn à. Ông sao thiệt khó quá à. Bây giờ thì đó, ông thấy rõ ràng rồi đó. Thôi giờ nghe. Tôi nói. Ngồi dậy mày khóc hoài mày. Mày đứng lên coi. Má ơi. Bà sao? Má ơi. Hình như. Nó đuôi. Yên tâm, nó không biết gì trơn á. Cứ việc tiến hành đi. Tôi đưa nó 12 viên thuốc rồi. Tới cái ngày 13 là tôi không bảo đảm nha. Chỉ 12 ngày thôi nha. Tôi 1 ngày là tắt thở rồi. Vậy hả? Sao bà lo xa quá không vậy? Có thì tôi sợ rủi ro. Thôi, bà đừng nói nữa. Ờ, dạ. Để cho tôi hành xử cho rồi. Nè, cầm tiền, đi uống cà phê. Đi đi. Trời ơi. Đi đi. Cầm từ từ em đi bà. Cái này là bo thêm cho bà. Vậy? Con à, ráng nha con. Đi ráng đi. Ráng cho má lấy tiền nha con ơi. Đi đi.
Cô à, cô muốn tìm gì? Dạ, dạ, kỷ vật của tôi. Kỷ vật? Tại sao cô lại có cái kỷ vật này? Dạ, kỷ vật đó là ba má tôi để lại. Tôi không có ăn cắp của ai đâu ông ơi. Không, tôi không nói cô ăn cắp. Nhưng kỷ vật này, cô cho tôi hỏi, cha mẹ cô tên gì? Dạ, dạ cha của con tên là Ba Khương, ở sông Dàm á. Cha cô tên là Ba Khương ở sông Dàm. Dạ. Có phải cậu cô là Ba Ca? Yeah. Tao nhau. Yeah. Thể dục bà ơi. Hip hop, hip hop. Yeah. Yeah. Đợi chút rồi kìa. Làm gì người bà bình bộ ve yeah, nó đeo cùng mình bà cứ đi bà la ve yeah, ve yeah, như ve yeah, chó đeo người bà hả? Mấy con cha này ác á, thấy người ta già ta lộn cù mèo qua vịnh lại đi. Bà mới làm gì á? Tao nít đó giờ modern giờ tụi nó là hiện đại lắm, nó ke chỏng hai cái đầu đưa hai cái chân lên cà giật có trở ke. Nó con nít còn bà già rồi mất nết thế ớt luôn à. Thì đâu đứng trước mặt hai thằng đàn ông chỏng lên vậy coi được không? Lộn quan cái tưởng đi chồng ông bà. Mà bà nói ke là chích xì ke gì mà chỏng đầu hả? Trời ơi, chích xì ke chỏng đầu chết hả ông? Chứ làm gì? Ke hip hop. Hip hop ke. Hip hop. Thôi bà ơi, chỏng cái đầu xuống để hai cái giò lên. Thôi thôi thôi, thôi đừng xúi tôi làm bậy. Sao? Còn nhỏ này cũng nghe lời bạn bè nè. Hồi xưa đâu có gọi là ke, gọi là trồng chuối. Trồng riết cái đầu tóc nó đi hết, còn có mấy sợi nè bà nội. Thôi 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 thôi. Ke đi. Có sức khỏe không? Trào lưu sức khỏe, bây giờ tuổi trẻ nó hít thở không rồi, rồi, à. Bà dạt ra tôi ke thử cái coi được không nha. Ke. Chống cái đầu xuống. Trời ơi sao rung dữ vậy ba? Sao chóng mặt quá bà ơi. Trời ơi, được làm không? Như máu nó dồn lên đầu sao chóng mặt quá. Lại lần nữa ghé. Để bình tĩnh coi. Phan, chờ chút, phan ke đã. Cái gì? Đi đâu? Chờ tao vô tao lấy nải chuối với lại cái chiếu cho. Tội nghiệp, tội nghiệp. Ông thương tôi lắm, khoan ông thương tôi lắm, dễ thương. Sợ tôi dơ cái đầu, ke xuống đây dơ cái đầu, lấy cái chiếu. Cái chiếu này nải chuối cho ăn bồ dưỡng. Không, chuối này không có ăn được, chuối này còn sống. Sống chuối sống làm gì? Lấy cái chiếu đặng đắp ông, còn để nải chuối dằn trên bụng. Trời đất ơi. Thứ bác gốm già rồi cắm đầu cắm cổ làm chi cho nó lên máu rồi giật cành cành ở đây rồi. Ở đây là bao nhiêu người già ai lo nổi cho ông? Biết đâu bà nói chuyện. Ke hip hop giờ già rồi. Ông á không lo tập thể dục già. Đây rồi nè, tôi nói cho bà nghe nè. Bây giờ mình già rồi, mình ke kiểu này sao được. Mình tập thể dục dưỡng sanh. Rồi sanh đi. Đó bây giờ tập như tôi nè. Cái này ông rên chứ đâu phải tập. Chắc chết quá. Đợi tôi một chút, khoan chết. Đi đâu vậy bà? Vô lấy đũa chẻ. Đũa chẻ anh chi? Ông á, nằm thẳng băng rồi nè. Để cái đũa chẻ với chén cơm với lại cái hộp vịt đằng trước cho dông nó về cho đủ. Trời ơi. Bà vô duyên nha, con mẹ già. Bà này bà rủa người ta chết không. Ơi. Ta có gì ta mua đại cho ổng cái hòm đi chứ làm vậy chứ. Nói nghe nè, thôi đừng ghẹo ổng mà. Bà đó. Hả? Lén lén lấy cái máy của tôi là nghe hít hóp hoài. Hít hóp thì nói nghe nè. Hả? Tôi với ông không có hợp với thằng cha già háp đó. Nói nghe tối hôm qua có coi trận bóng không? Trận bóng hả? Bà có coi không? Có. Hay quá trời. Hay quá ông ơi. Tôi nữ vậy chứ tôi khoái ba chuyện bạo lực lắm. Bà hít nhớ hít hóp được gì rồi đá bóng được tôi coi. Bà nhớ sao? Cái trận bóng đó đó. Anh nhớ thằng Đô không? Đô, Đô phút 79 á. Nó giao bóng ra nó truyền cái nó chạy. Từ xa nó chạy tới anh đưa cái giò ra đi. Đưa cái giò đi. Đưa cái giò ra tôi làm y nè, tôi gạt cái giò, tôi chạy, tôi suốt một cái bèo vào. Trời ơi, mấy ngàn cô gái đứng ở dưới, yeah. Riêng thằng Đô nó cởi áo, nó chạy, đợi tôi một chút. Không, tôi lại bà nè. Cái gì vậy? Thằng Đô nó cởi áo, còn con người coi bà cởi áo cho hai đứa tôi đói hả? Trời không.
Ôi cha này không biết gì, người ta mặc hai ba áo sẵn đây nè, rồi người ta mở cái áo ra ta chạy vòng vòng nó vô vô vui lắm bà ơi. Bà ơi, thằng Đô là thằng Ronaldo phải không? Nó đá vô không bao giờ nó cởi áo đâu bà ơi. Chứ nó làm gì? Đá vô nó làm gì nè, nó để cái tay lên trán này nè, nó chạy à. Nó chạy vậy nè, nó như tôi chạy không có được, nó chạy đẹp lắm. Trời ơi, thấy gớm mà trận đó hay quá ông ha. Ủa bà nói trận trận gì? Trận bóng đá tối hôm qua. Trời đất ơi, sao bà chơi cái toàn cái thứ bạo lực không à? Chứ ông coi nãy giờ ông nói trận bóng gì? Trận bóng nó nhẹ nhàng lắm. Vậy hả? Bóng gì? Bóng nước. Trời ơi, đàn ông trai chơi bóng nước. Thôi đừng chơi, lát tôi mướn nguyên đội về cho ông chơi. Đội bóng gì? Bóng lộ. Trời ơi. Về nó múa đèn cho ông vui nghe. Cha già này cha nghĩ làm sao mà già, đàn ông trai. Ai, ông bà già sàm đế gì đâu, tự nhiên rủ đi chơi bóng đá, rồi bóng nước, rồi bóng lộ mà điên. Ê, cha già ốm, cha già ốm. Nước sông không có phạm nước giếng nha. Nước sông không có đụng tới nước giếng nha. Xin lỗi mấy em nha, chưa biết đứa nào nhỏ tuổi hơn đứa nào nha. Nhưng mà tạm thời là kêu xin lỗi các em đây nha. Sao? Đây cũng không bao giờ chơi nước sông, không bao giờ chơi nước giếng, đây chơi với nước biển không. Bao la quá bà. Bao la không? Ông này ông rộng rãi quá, chơi tới nước biển luôn nha. Khỏi cần bao la, bà lớn thôi là đủ chơi được rồi. Trời đất ơi. Mỗi ngày tôi quất hai chai nước biển đó. Trời ơi cha, cha là chai du duyên. Nước biển ngày nào ta không quất thằng hai chai. Vậy trong đây đứa nào không đứa nào? Đâu có đụng nước giếng đâu hả ông? Thôi, mà... tôi không có nói chuyện với ông. Nói chuyện không? Đây nè, bây giờ tôi với ông nha, tôi bày cho ông chơi cái trò này, ta nói hả, trí tuệ. Trí tuệ, trò chơi trí tuệ. Trò chơi lớn nhất từ đó tới giờ. Để khoe ông nữa, trò chơi lớn nhất từ đó tới giờ. Trò chơi trí thức. Trò chơi trí thức. Trò chơi trí mén. Trò chơi trí mén. Mà chạy bớt lên cho đèn ngứa. Ủa bà nói trí gì? Ông hàm hồ lắm. Hàm hồ gì? Ta nói chật thì ta sửa đây chọt qua ổng để làm chi, ổng kêu gãi. Ta đang cái trấn ta đi mà làm tôi rớt, trấn nào tôi gì? Hay đâu. Nè, bây giờ tôi với ông chơi cái môn này mà cả thế giới ai cũng biết hết. Mà nhất là bên Tàu ngày xưa người ta đã chơi rồi đó. Cả thế giới chơi cái môn ai cũng biết hết. Nhất là mấy người trên Tàu ta ưa chơi lắm á. Trên Tàu chơi làm chi? Bên Tàu chứ tự nhiên trên Tàu đâu cha. Ở bên Tàu ta ưa chơi lắm á. Ủa mà chơi gì chơi gì? Quảnh tù xì. Tôi khoái chơi. Ai cũng biết đó. Quảnh tù xì tôi khoái chơi luôn á. Như nhảnh quá. Tụi bà chơi đi ha. Răng rụng hết rồi. Răng giả. Mà nghĩ sao còn chơi quảnh tù xì. Cho nó vui. Mà tự nhìn lợi mình chứ mà dám chơi quảnh tù xì. Chơi giờ được. Tôi chấp âm tôi với ông chơi quảnh tù xì nè. Tôi báo trước cho ông tôi ra cái búa. Ông ra được cái bao tôi con ông. Ra cái bao. Chơi liền à sợ. Ra cái bây giờ chơi nè. Quảnh tù xì nè. Quảnh tù xì. Này mày ra cái cào chứ cái bao đâu. Bây giờ cái tay nó bị rung vậy. Tay chân nó lên máu cong hết trơn vậy rồi quảnh tù xì. Ra cái bao. Cái bao đi. Trời nào ăn. Cha già này. Nè. Đừng chọc quê nha. Tôi nói cho ông biết nha. Cái trò chơi thì nó nhỏ. Nhưng cái quan trọng là cái chỗ cá độ nè. Cá độ hả? Cá lớn nhất từ trước tới bây giờ. Nói cho ông biết. Cá lớn nhất từ trước đến bây giờ. Cá vô cùng hoành tráng. Cá vô cùng hoành tráng. Cá vô cùng hoành hành. Cá vô cùng hoành hành. Mày sắp bị bảo hoành hành rồi. Ủa bà mới nói gì nữa vậy? Tôi lộn văn hoài sao kỳ vậy ta? Tôi mệt quá bà. Nè, cá đó nếu đứa nào thắng thì được coi hình con của đứa kia. Coi như là thắng coi hình con của đứa kia. Vậy đi, tôi khoái vậy đó. Tưởng là cái gì thắng coi hình con mà cũng thắng lớn. Ông có không? Ông có hình con không? Sao ông có? Hình con đâu? Có hình con tôi. Con tôi nó người ta mượn đi in lịch đầu. Ôi, con ông hả? Mà đi in lịch hả? Con ông nó giống ông không? Xin lỗi bà, con tôi nó giống tôi kinh khủng. Cười đi, cười thử tôi coi coi. Đúng rồi, đâu người ta đâu? Phải mượn con ổng đi chụp hình in lịch. Bị con ổng nó giống ổng về nhát nít á. Đâu hình đâu, cho tôi mượn tôi coi coi. Nè, tôi nói cho ông biết nha. Ba đứa mình con nó đuổi cổ vô trong đây đúng không? Mà không có đứa nào hơn đứa nào. Tôi nói cho ông biết con của tôi hả, nó hơn con của tụi ông nhiều.
con bà đâu hơn bằng con tôi. Con tôi hơn con của tụi ông nhiều. Bây giờ con tôi mới hơn con bà con nhiều. Con ông không hơn tôi cái gì, đứa nào vô viện dưỡng lão là cũng như đứa nào, con hơn tôi ở chỗ nhà. Con tôi cho bà biết, tôi báo cho ông biết luôn là con tôi nói xin lỗi nha. Mới có 5 tuổi thôi. Sao? Nó lấy bằng A Anh Văn rồi đó. Trời, bằng A Anh Văn, 5 tuổi bằng A Anh Văn. Biết nói gì không? Nói gì? Nói gì? Sao không biết? Nó nói tiếng Anh như gió. Xạo. Nó đi học về, nó gặp tôi, nó kêu nè, nó nói tiếng Anh nghe rõ luôn, nó kêu ba ba, ba ba, ba ba. Trời ơi. Dù gì ba ba, tiếng Pháp kìa, tiếng Anh thì không. Nó nói tiếng Anh. Bà bị gì hồi nhỏ nó cà lâm, nó nói ba ba, ba ba, ba ba, ba. Chứ không phải là tiếng Pháp. Con anh không bằng con tôi mới có 3 tuổi, nói tiếng Anh như gió luôn. Vậy đó hả? Bằng C Anh Văn. Trời ơi, nó nói dữ. Tôi đi chợ về nó chạy, nó kêu mum mum vô quét đu lấy đồ cho nó ăn liền đó. Còn vậy mà cũng phê. Xin lỗi mấy người, con mấy người chờ 3, 4 tuổi, 5, 6 tuổi không, con tôi 2 tuổi nó nói chuyện với người nước ngoài luôn. Xạo, học ở trường nào mà giỏi dữ vậy? Học trường nào giỏi? Nó đẻ bên anh luôn. Trời ơi. Sợ. Nó học chung với thằng Beckham á. Trời ơi. Không tin. Không tin này gọi điện cho con Victoria hỏi đây. Trời. Nè, nhưng mà tôi cho mấy ông biết, mấy ông mấy bà biết nghe, con sao? Của tôi nghe, dễ sợ luôn á, không có ai mà làm được cái chuyện này. Mới sanh ra thôi, mới sanh ra là nó biết khóc rồi đó. Trời ơi, con tôi trong bụng nè, chưa kịp đẻ tôi mới có 8 tháng nó biết đạp rồi đó. Trời ơi, ghê tôi quá. Mang bầu tôi biết, mấy ông đâu có mang bầu, mấy ông đâu có biết, nó đạp rồi đó. Nó biết đạp vậy nó còn sống không, trong bụng mà nó không có chết ha. Ê, ủa quên, nó bậy nữa. Bà. Ông bậy bả không à. Cha già vô duyên. Phỉ xui nó bậy. Con tôi nghe 2-3 tuổi hát y như cái cô Jennifer lố bịch. Cái gì? Mẹ nó lố bịch thì nó phải lố bịch thôi. Trời ơi, mới bay lớn mà hát như ca sĩ vậy đó. Tương lai lắm, hát nhiều lắm. Hát bài nào? Ủa, nhiều bài lắm. Ủa, còn con của ông á, con của ông nó được tích sự gì? Sao không được? Sao? Trời ơi, con tôi nói này là nghe là hết hồn luôn nè. Cảm gì hết hồn? Mới có nhỏ chút xíu vậy thôi mà nó biết dành bình sữa cho tôi rồi đó. Trời ơi, mắc cỡ quá à. Tự nhiên nói chuyện dành bình sữa mắc cỡ. Thôi đi bà nội. Gì vậy? Dành bình sữa là tôi đang khuấy sữa cái bình sữa cho nó uống, nó bò lại, nó dành nó bú với ai mà nó dành bình sữa cái gì rồi mà mắc cỡ. À vậy hả? Ừ, trời ơi, công nhận là con tôi có đứa nào, con ông giỏi, con tôi cũng giỏi nữa. Tôi cho ông coi hình con đây, tôi đây, đó. Đây, tôi cho ông coi hình con của tôi nè. Đổi ra, đổi ra. Nè, con chưa sợ nè, cái này nghe mới sợ nè. Con tôi mới có 5 tuổi thôi, nó bắt tôi phải rèn cho nó cái nón sắt nè, bộ giáp sắt nè, con ngựa sắt nè. Chi vậy? Có cái lựu đạn bằng sắt không? Chi? Thế gốm con ông làm như là thánh giống vậy á. Mới 5 tuổi rèn ngựa sắt, rồi rèn giáp sắt. Thánh giống ngày xưa người ta nhổ tre người ta ấy, còn chắc con ông cầm lựu đạn quăng hí đùng thôi. Bậy bạ. Gốm nổ cũng vừa phải thôi, thôi được rồi. Nổ không gì nổ mà tụi tôi có hình con nữa, tụi tôi không, không, đâu. Không có con không, không có hình con đâu, khoe con cái làm gì. Trời, xin lỗi á, xin lỗi mấy người nha. Đây không cần đâu ha, mấy người vô đây cũng khoe con làm gì. Trời ơi, giờ già quá không làm được gì, nó đuổi vô đây á, ở đó mà mày đặt phép phải. Ông đi đâu à, ông đi đâu à, ông dám nói chuyện tụi tôi à. Tôi vô tôi tự đi cưa bom. Chứ gì vậy? Cưa bom thà nó nổ tôi tự chết còn sướng không, đứng đây nghe hai ông bà nổ. Cha già. Cha già. Trời ơi, mất nết. Cha già mất nết. Cái gì? Cái thứ mà bị con đuổi vô đây mà phe cái gì? Nè, tôi nói cho ông biết nha, tôi không có bị con đuổi nghe chưa? Cha già kia. Tôi không có bị con đuổi. Cha già ốm. Cha già hát. Sao rung dữ vậy? Sao rung dữ vậy? Tức quá, tức quá. Trời ông ơi, ông đừng có rung quá ông ơi, ông đã liệt hết bên, ông rung liệt luôn hai bên à. Không phải tức quá, không phải tôi rung, mà điện thoại trong túi nó rung. Trời ơi, lấy ra nghe đi, nó rung lây qua tôi rồi đây nè. Lấy giùm tôi coi. Để đâu cái tay vậy sao lấy? Để túi nè, mỏ đâu trên đó. Mắc cỡ quá, tự nhiên giờ kêu nè. Lấy gì? Đây phải không? Ừ. Nè. Mở, mở ra luôn. Giùm coi. Trời ơi, chắc tốn tiền điện thoại lắm nè. Alo, ủa sao nó trật hoài bà? Trời, bà chọt lên bàn tan không sao, nghe không ai chuyển vào cái tay đừng có rung ra được không? Không sao, chờ đó, cái tay này vịn tay kia đi. Alo. Con trai hả? Con trai gọi. Mày nghe, con nói gì? Gửi à? Gửi cho ba cái TV 21 inch màn hình phẳng á. Thôi đừng con ơi, đừng gửi màn hình phẳng. Tốn tiền lắm, mày gửi màn hình lõm đi, nghe. Ừ, tinh thể lỏng cũng được. Mày
mày gửi cái nào nó đặc đặc hơn hơn chút xíu nha. Chứ bữa hổm mày gửi cái kia lỏng quá coi không được à. Trời ơi. Lỏng quá coi hình nó mờ hết à nghe. Trời ơi, trời cha cho xạo dễ sợ. Rồi vậy nha. Con không gọi hả? Được không? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, lát chắc đi cấp cứu à. Ba lần mới đóng được cái điện thoại lại, tay chân nó hết à. Tôi nói thiệt, con tôi nó thương tôi lắm. Ngày nào cũng vậy, nói thiệt bà, nó gọi vô chỉ cần nghe tiếng nói của tôi thôi là nó khoái à. Tôi nói thiệt bà không có co. Ui chà, nó rung nữa, nó rung nữa. Bà lấy giùm tôi cái điện thoại ra, nó gọi nữa nè. Nó gọi nữa, bà lấy giùm tôi cái điện thoại coi. Điện thoại bên đây mà nó rung lay qua bển hay quá ta. Bỏ trong túi nè. Đây nè. Ủa đây hả? Con ông nó bên Trung Quốc, nó nói tiếng Trung Quốc không à. Ủa mới đi đây qua đâu Trung Quốc chi đó. Alo. Ni hào. Quá chỉ có khu khuẩy xa hộ quả. Ủa mày nói gì không nghe vậy bây. Cục pin ở đây nè. Cục pin nè. Chưa có gắn cục pin. Nhục quá chứ gì. Ông đừng có xạo. Con ông mà nó nhớ ông nó gọi cho ông, nó đâu có tống cổ ông vô đây. Cái đồ bị con đuổi vô viện dưỡng lão. Bà nín nghe bà, tôi cấm bà không được nói cái kiểu con tôi không đuổi tôi vô đâu nghe bà. Có bà đó, con bà đuổi bà vô đây nghe bà nói. Con tôi nó không có đuổi. Con bà đuổi bà vô đây. Con cha, tôi nó không có đuổi. Con bà đuổi bà, cha già ốm nói tôi nghe. Con bà bị con đuổi vô đây. Con tôi nó không có đuổi. Bà đừng có nói láo. Con bà đuổi bà vô đây. Nó nói nó đưa tôi đi du lịch. Du lịch cái quái gì mà du lịch vô cái chỗ trừa trại dưỡng lão mà du lịch hả? Thì đó. Bà vô coi khỉ trong này hả? Có hai con khỉ già là bà coi, con khỉ mập với khỉ ốm bà coi đi. Con tôi nó nói tôi đưa tôi đi dưỡng lão. Hồi nào đâu nó nói đưa đi du lịch mà. Du lịch sao bây giờ bà ở đây? Thì hôm bữa nó đưa tôi đi. Buổi sáng đó nó nói má kiếm mấy bộ quần áo nghe con đưa má đi chơi du lịch 3-4 ngày gì à. Trời ơi tôi lên tôi ở với con tôi mấy năm trời. Lần đầu tiên tôi mới nghe nó đưa đi du lịch. Tôi mừng lắm không biết không. Tôi gom quần áo một giỏ, con tôi nó chở tôi đi một vòng thành phố chơi. Xong nó đưa tôi vô trong đây nè. Nó nói má ở đây mấy ngày nghe rồi con rước má về. Tôi ngồi y cái chỗ này nè ông. Tôi ngồi y ở đây nè. Cái tôi ngồi vô tình tôi nghe con tôi nó nói thôi chứ không phải tôi nghe lén nghe. Nó nói sao? Nó chạy vô trong mấy cái chú ở trong đây nè. Mấy cái chú giờ nuôi mình á. Nó lụm được bà già ở ngoài đường á. Rồi không có con cái nuôi. Thôi nó xách vô đây giùm. Nhờ mấy chú trong đây nuôi giùm. Đó. Rồi cái nó đi về luôn vậy à. Trời ơi sao lúc đó bà nghe mà bà không vô bà giật mặt nó. Bà nói bà chính là mẹ của nó. Để cho người ta biết đó, cái con người nó sao. Tại sao bà không la lên? Hả? Thôi. La cái gì? Ông sao ông nóng quá. Không có được la con cái. Con nó không phải á, thì mình từ từ mình dạy. Tự nhiên con nó sai la làm sao mà được. Tôi không có la. Nhưng mà mấy chú á, chạy ra chú hỏi tôi chứ. Bà đó, bà sống làm sao? Bà để con bà nó bỏ ngoài đường. Hên là có cái cậu hồi nãy á, cậu đưa vô đây á. Chứ cậu không đưa vô đây là bà ở ngoài đường á. Rồi bà già, bà chết ở ngoài không ai lo. Tôi đâu có nói với mấy chú là tôi là má ruột của nó đâu. Tôi giấu cho nó đó chứ. Biết sao không? Tôi mà nói á, tôi là má ruột nó, là người ta quánh giá nó làm sao. Thôi kệ. Con tôi nó thích tôi đi du lịch đó, thì tôi đi du lịch. Thì vô đây cũng coi như đi du lịch đi. Chỉ có lịch thôi chứ không có vô. Thôi tôi coi như là đi vô đây ngồi đếm lịch. Tôi đếm tới bao giờ á, tôi vô được đoàn tụ với ông bà là được rồi. Con mà nó thích gì chiều nó đi ông. Tôi chiều nó đó chứ. Nó muốn tôi vô đây tôi vô đây. Trời ơi, tại sao lại có những con người đối xử với cha mẹ như vậy chứ trời ơi. Bà chị ơi, như vậy là bà chị kém may mắn hơn tôi nhiều rồi. Làm gì kém may mắn? Con tôi nó gửi vô đây đi du lịch thế còn đỡ hơn anh. Con anh nó đuổi anh đi vô đây. Không, không, không. Con tôi không có đuổi tôi đâu bà. Để tôi nói cho chị biết là con tôi nó hiền, nó dễ thương. Lúc còn nhỏ nó khờ, nó dại, tôi nuôi nấng nó. Má nó chẳng may là vắng số. Rồi tôi gửi nó lên Sài Gòn cho nó ăn học.
Thời gian sau nó về, nó nói bây giờ nó khá rồi, nó rước tôi lên, lên trên đó, sống sung sướng lắm bà. Sung sướng nó, sao nó, vô đây? Nó lo tôi đầy đủ lắm, nhà có hai cha con hữu hỷ với nhau. Rồi bữa đó tôi ngồi tới 7 giờ tôi chờ cơm nó, mà không thấy nó về nữa. Nó đi thì đâu? Thì ra nó bị tai nạn, nó đi luôn rồi bà. Buồn quá, không biết làm gì. Thôi thì cứ vô đây, có bà, có thằng cha già ốm, thấy cũng vui cái tuổi già. Rồi sống trót cho nó hết cái cuộc đời này đi ha. Thôi chuyện nó coi như cái số cái phần rồi bà. Thôi thì đừng khóc nữa, đừng buồn. Đúng. Gì vậy? Cái gì ai nổ gì nữa vậy? Trời ơi, cha già chồng cưa bơm chắc nổ banh xác rồi. Ủa còn nè. Bị gì nổ ung sùm chồng hay gì? Sao bộ nổ vậy ông, dữ vậy ông? Bộ có lựu đạn thiệt hả? Bị tự nổ. Là sao? Bây giờ mới nghe được rồi. Nghe gì? Nghe quần cảnh rồi. Con nó đuổi vô đây phải không? Mày đặt nói con mình này, con mình kia. Đây nè, con bà đó là cái thứ bất hiếu. Nè nè, tôi nói cho ông biết nha. Ông có đụng chạm gì tới tôi cũng được, ông mạt sát tôi sao cũng được, nhưng mà con của tôi nghe, ông không có được đụng tới nó nghe. Nó là cục vàng, cục ngọc của tôi. Cục vàng là con ông này mới cục vàng, cục ngọc. Còn con của bà cũng là cục, nhưng mà cục màu vàng. Ông thôi, không thôi, được thôi, nói con thứ con bất hiếu. Thứ con Thôi mà bớt giận đi bà chị. Thôi ông là cái đồ bất lịch sự. Thôi dẹp, tôi không thèm nghe nữa. Ông nói chuyện với tôi cho đàng hoàng nghe. Ông không có được nghe nhạc nữa, tôi giật dây ra không có nghe gì hết á. Tôi giật dây nè, làm gì tôi? Nội ơi, nội có khỏe không? Con nhớ ông nội nhiều lắm. Con muốn vô đó thăm nội lắm, nhưng bà má nói bận công chuyện, ông cho con vô chổng. Nói vậy à? Ông đuổi à, ông cũng bị đuổi, bị đuổi à. Luôn à? Con Liên ông cũng á, cũng là cái cục. Tôi cấm mấy người nha, tôi không phải bị con đuổi. Con ông đuổi cho nên cháu ông mới gửi băng vô đây cho ông. Con tôi nó không đuổi tôi, nó không đuổi tôi vô đây. Chứ nó làm chứ gì? Tại sao vô đây? Nó đuổi tôi ra đường rồi tôi tự tìm vô đây. Nội có khỏe không? Bà, bình tĩnh để tôi hỏi ông anh. Thôi thì ông anh à, chuyện như thế nào? Ông biết được chuyện của tôi với bà này rồi, thôi thì ông kể cho tụi tôi nghe đi. Tại sao vậy ông? Ngày xưa khi vợ tôi mất đi, tôi lo cho con tôi ăn học. Lúc đó tôi còn nghèo, tôi ở dưới quê kìa. Rồi tôi cũng lo cho con tôi ăn học cho tới khi nó lên thành phố, nó thành tài, nó có gia đình, nó đẻ được đứa con gái dễ thương lắm. Rồi nó về dưới quê, nó rước tôi lên, nó lo cho tôi đầy đủ lắm. Tôi chỉ có mần việc là sáng đưa cháu đi học, chiều đón về. Vậy mà có một bữa tôi mua tờ báo, tôi lơ là, tôi làm cháu tôi nó té. Về tôi cũng đau ruột dữ lắm, nhưng lúc đó mẹ nó nói một câu mà tôi còn đau ruột hơn. Nói sao vậy ông anh? Tôi nghe nó nói, con dâu tôi nó nói với chồng nó đó, nó nói là chỉ có cái giữ cháu thôi mà không giữ được thì ra đường ở, cho ở trong nhà chứ cho tốn cơm. Chị thương con, chị muốn bảo vệ hạnh phúc cho con tôi. Thôi thì tôi đi để cho con tôi nó được hạnh phúc. Thôi đừng buồn nữa. Thôi thì nói gì nói, ông anh cũng còn mang phước hơn tụi tôi, là còn đứa cháu. Còn đứa cháu đứa cháu nội. Tôi có một đứa cháu nội nó thương tôi lắm. Nó gửi băng vô cho tôi nè. Nghe để đi. Để tôi mở ra cho hai nghe mở đi, ông mở đi ông. Nghe đi. Nội ơi, nội có khỏe không? Cháu con nội. Nhớ ông nội nhiều lắm. Con muốn vô đó thăm nội lắm, nhưng bà má nói bận công chuyện, ông cho con vô chổng. Bây giờ con gửi cho ông nội bài hát này để ông nội nghe, như là lúc nào con cũng có bên cạnh ông nội. Vậy nó gửi nhạc không?
chảy xuống, nó đâu có chảy ngược lên bao giờ. Kệ nó, bây giờ mình vô đây rồi mấy đứa già của mình gáp ở đây, có chuyện gì hủ hỉ nhau vui là được rồi. Nhớ tụi nó làm chi rồi khóc lóc rồi lên máu mất công, lát nữa con cha này chắc phát hai đứa, nổi đứa con trai nước biển nữa. Bây giờ tôi tính vậy, hít thóp như tôi đi. Hít thóp đi, có sức khỏe mệt vậy tối ngủ ngon. Chơi với bà luôn nè. Ke ke. Không không, bây giờ tới tung cây ăn chứ. Được không? Mở nhạc kể gì giờ sao? Hết bài rồi hả? Chưa, nửa chừng thôi. Đỡ vô coi. Còn làm gì nữa không? Khiêng gì vô, vô nước biển đi. Trời ơi. Vậy nghe không chịu khởi động gì không? Đâu dép, đâu dép. Ông á, già mà ham hố à. Mở nhạc nữa kìa. Quỷ nào mở nữa không kìa.